Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại hướng dẫn cho các bạn cái cách dọn rác và làm cho chiếc điện thoại của chúng ta trơn tru hơn trên điện thoại Android. Thì trước đây mình cũng làm một cái video và cũng được rất là nhiều các bạn ủng hộ. Thì cái video đó thì nó cũng đã lâu rồi. Thì hôm nay mình lại làm một cái video hướng dẫn cho các bạn và cách thao tác nhanh hơn cũng như là ngắn gọn lại cái video để các bạn dễ hiểu hơn, và cũng như là các bạn mới cũng sẽ làm được, và các bạn cũng không phải cần phải mang ra đến tiệm. Đấy. Thì như các bạn đã biết thì chiếc điện thoại của chúng ta khi chúng ta đã xài, đã dùng thì trong một thời gian thì tất cả những cái rác nó sẽ tồn đọng lại trong cái máy của chúng ta. Mặc dù thì có rất là nhiều anh chị đã tải những ứng dụng như là quét rác, nhưng nó vẫn không thực sự là tối ưu các bạn nhé. Bởi vì những phần mềm đó thì hầu như là nếu mà các bạn cài vào thì hầu như các bạn sẽ thấy tình trạng là nặng máy, nóng máy. Đấy. Các bạn xài một lúc thì nó nóng máy và mà ứng dụng sẽ báo cho các bạn biết là rác nó về. Thì các bạn sẽ nên lưu ý là những ứng dụng đó thì các bạn càng cài thì nó càng kéo rác về các bạn thôi. Đấy. Và nó sẽ bắt các bạn luôn luôn mở app để quét rác. Và làm cho chúng ta, cái máy của chúng ta luôn luôn nó bị nóng máy và hao pin. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn sẽ tìm đến cái mục file cho mình. Cái mục file các bạn nhé. Thì tùy theo từng cái dòng máy, và nó sẽ ẩn ở trong những cái các bạn sẽ gom lại trong một chỗ. Thì các bạn sẽ lấy file của bạn này. Có rất là nhiều dòng máy cũ thì file nó nằm ẩn. Có nghĩa là khi các bạn sẽ thu gom lại một chỗ đấy. Vào chỗ nơi tiện ích ấy. Thì các bạn bấm một file này. Ok. Thì cái máy của mình đang làm và hướng dẫn cho các bạn là cái máy bộ nhớ là 32GB. Và ở đây có một cái thẻ nhớ. Có những dòng máy cao hơn thì nó tới 64GB hoặc là 100 hơn 100GB. Thì tất nhiên là khi mà các bạn nhiều GB thì các bạn sẽ lưu trữ được nhiều. Nhưng mà nó làm nếu mà rác nhiều và lưu trữ nhiều thì nó sẽ làm cho cái máy của các bạn sẽ bị đơ, lag, cũng như là chậm. Các bạn vào mạng hoặc là mở máy vân vân, nó sẽ bị chậm. Thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn một cách nhanh nhất để cho các bạn có thể là làm được và cho cái máy của bạn trơn tru. Rồi. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào cho mình tất cả những cái, ví dụ như tài liệu này. Các bạn hãy xem đây, nếu một cái máy của các bạn có tài liệu file không cần thiết thì các bạn xóa đi. Và các bạn sẽ lưu ý cho mình là các bạn hãy mở cái tài liệu đó lên và xem xét kỹ xem cái tài liệu đó nó có cần thiết hay không. Nếu không cần thiết thì chúng ta hãy xóa. Còn nếu cần thiết thì chúng ta để lại. Và chúng ta và các bạn xóa đi thì các bạn sẽ không khắc phục được đấy. Rồi, các bạn bấm vào mục tải về. Ở đây có những cái file mà chúng ta tải về hoặc là những ứng dụng file nén nó sẽ nằm ở đây. Các bạn tải về, ví dụ trên Facebook các bạn tải một hình ảnh nó sẽ nằm ở đây. Đấy, Zalo gọi là mục tải về. Thì các bạn xem cái hình ảnh đó nó không thực sự cần thiết thì các bạn sẽ xóa nó đi. Rồi. File AK. Các file mà cài đặt. Thì nếu mà các bạn có thấy cái file đây thì các bạn cũng xóa đi luôn nhé.
file này không cần thiết. Rồi các bạn sẽ xóa bớt cái những cái âm thanh, có những bạn thì hay tải về những cái âm thanh bên ngoài. Chúng ta hãy dùng những cái bài hát để cài nhạc chuông, cái nào cần thiết thì chúng ta để lại, còn những bài mà không cần thiết thì chúng ta nên xóa đi, và là khi nào cần thiết thì chúng ta có thể tải về lại để cho cái máy nó luôn luôn nhẹ. Bởi vì tùy theo cái máy của các bạn, nó sẽ chậm và bị lag. Rồi sau khi chúng ta đã xử lý hết cái khu này thì chúng ta bắt đầu chúng ta bấm vào bộ nhớ này. Các bạn bấm vào đây, bộ nhớ trong. Ok, bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ kéo lên. Đầu tiên các bạn sẽ kéo lên, các bạn sẽ xem những cái ứng dụng, ví dụ như là ở đây mình có xài Telegram này, Zalo này, các bạn bấm Zalo này thì ở đây nó sẽ không có một cái file rác nào. Rồi chúng ta sẽ thoát ra, tiếp tục kéo lên thì các bạn sẽ bấm vào đây nhé. Ví dụ mình đang xài Telegram, bấm vào Telegram. Rồi Telegram thì ở đây nó sẽ có 3 phần. Thì chúng ta bấm vào cái phần nào mà nó nổi cái chữ này 13 này. Ở đây là 0 này, 0 này, nó là không có gì hết. Chúng ta bấm vào đây. Rồi thì các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy này. Ok, nó sẽ chuyển chúng ta về bộ sưu tập. Nhưng ở đây là cái cáp rác và những hình ảnh ở trên các cái nhóm mà Telegram họ đưa cái hình lên trên nhóm thì nó sẽ lưu. Nếu các bạn có mặt ở trong nhóm thì các bạn nó sẽ lưu ở trong cái máy các bạn luôn. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là những cái hình ảnh này không phải. Đấy. Nó sẽ không phải là cái hình của chúng ta đang chụp hoặc là cần thiết. Các bạn có thể xóa từng cái này. Ok, chúng ta xóa từng cái. Rồi, chúng ta xóa từng cái này. Rồi. Còn các bạn nếu mà các bạn kiểm tra mà nó không cần thiết thì các bạn sẽ xóa hết phần này cho mình. Rồi, bạn xóa hết. Ok, vậy là Telegram nó đã trống và nó đã dọn bớt cho chúng ta. Rồi, chúng ta quay ra. Ok. Khi quay ra xong, chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại vào Danta. Chúng ta vào Danta. Và chúng ta sẽ đi tìm những cái ứng dụng nào mà nó có này. Ví dụ như Facebook này, chúng ta bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 3 cái file. Rồi, 3 cái file này, Facebook thì không cần thiết, mình sẽ xóa nó đi. Và các bạn khi các bạn xóa cái file nó đi thì khi các bạn xài ứng dụng Facebook không có ảnh hưởng gì các bạn nhé. Thì ở đây nó chỉ là cái cáp rác thôi. Đấy, cáp rác thôi nên không có vấn đề gì hết. Ok, chúng ta quay lại. Và các bạn lưu ý là có những cái ứng dụng mà chúng ta đã xóa ở trên, chúng ta đã gỡ cài đặt đi rồi. Và các bạn sẽ thấy nó ở trong này nè. Trong này nè. Thì các bạn nên này, xóa nó đi như thế này. Đấy. Chứ các bạn không bấm này nhé. Các bạn chỉ xóa cả những cái mà ứng dụng mà chúng ta đã gỡ cài đặt đi rồi. Và nó đang nằm cái rác ở trong này. Ví dụ như trình duyệt cốc cốc này. Đấy. Rồi. Thì các bạn cứ kéo lên như thế này. Đây. Mục Facebook nó rất là nhiều. Đấy, đây là cáp rác này. Thì những cái này không cần thiết thì mình xóa đi. Ok. Tiếp tục này. Chúng ta vào ví dụ như là cái mục này. Thì cái mục này á, là cái... các bạn cứ nhìn vào đây này, xem cái nổi cái hình này, này. Cái mà nó báo chúng ta là một một mục này, còn không mục thì chúng ta không cần vào bởi vì nó không có gì hết.
Các bạn cứ kéo lên như thế này cho mình nhé. Thì cái mục các ứng dụng là như mình là có 130 ứng dụng mình đã tải về và mình đã xài. Đây ví dụ như là cái ứng dụng này thì các bạn sẽ thấy cái chữ cáp 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 này. Cáp này gọi là cáp rác. Các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào. Các bạn cứ mở file thoải mái nhé. Không có gì hết. Rồi ví dụ như các bạn bấm vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng là hai cái video rác quảng cáo này. Đấy. Chúng ta quay ra. Đấy. Chúng ta lại kiểm tra tiếp. Tiếp này. Đấy. Thì cái ứng dụng này á, nó là cộng cho chúng ta một số rác khi chúng ta mở ứng dụng. Thì những cái này nó không cần thiết đâu. Chúng ta xóa hết đi. Ok. Quay ra. Và đồng thời thì nếu mà các bạn kiểm tra rồi thì các bạn có thể xóa luôn cả cái phần đựng của nó đi. Chúng ta xóa hết đi. Rồi. Thì video mình sẽ làm cho nó ngắn bớt để các bạn dễ hiểu nhé. Các bạn sẽ kéo hết như thế này và các bạn kiểm tra từng cái ứng dụng đã cài đặt trên cái máy của các bạn. Những cái nào mà đã gỡ cài đặt rồi thì các bạn sẽ ấn vào các bạn xóa đi. Rồi. Những ứng dụng nào các bạn đang xài á, thì các bạn sẽ mở ứng dụng ra. Đấy. Mở ứng dụng trong này nè. Để các bạn kiểm tra. Xem nó có cái mục rác hay không. Bởi vì mỗi lần mà các bạn, ví dụ như các bạn vào mở ứng dụng ra các bạn dùng á, thì ví dụ như một quảng cáo, nó sẽ chạy lên một cái quảng cáo thì nó sẽ lưu lại cái quảng cáo nó vào trong cái ứng dụng đó. Thì nó sẽ nằm ở trên cái máy của các bạn luôn. Thì lâu ngày thì các bạn sẽ thấy là cứ mỗi đây TRAM này, đây là một cục rác. Ok. Thì chúng ta đã thấy là cáp rác này, này thì chúng ta xóa nó đi thôi. Đấy. Thì các bạn như các bạn đã cũng đã biết là như cái giống chiếc điện thoại chúng ta, cũng giống như chiếc nhà chúng ta thôi. Chúng ta xài và lâu ngày mà chúng ta không quét nhà thì chắc chắn thì cái nhà của bạn sẽ đầy rác. Thì cái điện thoại chúng ta cũng vậy. Chúng ta xài một thời gian, một năm, hai năm, một tháng, hai tháng. Thì chúng ta mở ứng dụng, chúng ta lên Zalo, chúng ta lên Facebook. Thì tất cả những cái mà các bạn đã xem hoặc là các bạn chỉ cần mở cái ra thôi. Thì họ đăng tải cái gì thì đó là cái gọi là cáp rác. Và nó sẽ, máy nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ lưu lại. Lưu lại. Thì tất nhiên là các bạn sẽ ở ngoài thì các bạn sẽ không biết. Nhưng mà khi mà chúng ta vào trong cái bộ nhớ của ứng dụng thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ là đầy. Rồi. Sau khi mà các bạn đã kiểm tra hết như thế này rồi. Dọn dẹp rồi, máy chúng ta đã trơn tru rồi. Thì chúng ta quay lại. Chúng ta trở về. Và các bạn sẽ nhớ là cái mục này, cái mục DCEM này, cái mục này là cái mục ảnh nhé, mục ảnh của chúng ta, đấy, mục của bộ sưu tập ấy. Đấy, chúng ta chụp ảnh rồi quay phim ấy, thì nếu các bạn không cần phải xóa trong này đâu, các bạn sẽ mở cái mục ảnh của các bạn ra, bộ sưu tập của các bạn ra và các bạn sẽ kiểm tra ở trong đó và các bạn sẽ xóa những cái video hoặc là những cái ảnh không cần thiết. Rồi, sau đó thì chúng ta quay lại hết. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái bộ nhớ của mình hiện tại là 29,97. Có nghĩa là 32GB mà đang dùng 29,97. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái phân tích bộ nhớ. Ok, các bạn bấm vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh của chúng ta như cái máy của mình là đang lưu là 1 214 MB, video là 167 MB và các ứng dụng khác là 18,74 GB và thùng rác là 253 MB. Thì khi các bạn đã dọn được hết cái thùng cái cắp rác và nó sẽ trở về thùng rác thì bạn bấm lên đây.
Thì hiển nhiên là khi mà các bạn đã xóa được cái này á, thì các bạn sẽ nên nhớ là các bạn sẽ dọn được tất cả thùng rác là được 253 mê. Rồi các bạn bấm vào đây các bạn xóa hết đi. Nó đã rác rồi thì chúng ta nên xóa đi chứ. Chúng ta để làm gì nữa? Ok. Vậy là đã xóa rác. Và bộ nhớ của mình nó đã tụt lùi xuống. Có nghĩa là nó vẫn không bớt được cái ghi cho máy, nhưng mà cái vấn đề là cái máy của các bạn sẽ trơn đi. Đấy, bởi vì nó chỉ có mới có là 500 hơn 500 mê mà thôi. Đấy, bởi vì cái máy của mình thì do mình cái làm video thì vất tất cả những vân vân đó, nhiều thứ lắm nên thành ra là mình xài rất là nhiều ứng dụng, nên thành ra là cái bộ nhớ luôn luôn đầy và mình dọn liên tục. Cứ một tuần là mình phải đá vào một lần. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tắt đi, các bạn vào trong cài đặt cho mình, các bạn kéo lên, các bạn sẽ thấy là chữ chăm sóc thiết bị, và các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ bấm vào tối ưu để cho máy các bạn đóng những cái ứng dụng mà đang chạy ngầm. Ví dụ như một ứng dụng mà các bạn mở ra xong rồi á, thì các bạn dùng một lúc thì sau đó thì các bạn thoát cái ứng dụng, nhưng cái ứng dụng đó nó không có đóng và nó sẽ chạy ngầm và nó sẽ ta làm cho cái máy của các bạn sẽ là chạy chậm cũng như là hao pin vân vân. Đấy, làm cho máy nóng. Rồi thì ở đây là cái chức năng của Android. Trên điện thoại Android nó đã có cái chức năng này, nhưng mà chức năng này nó chỉ là tối ưu và nó chỉ đóng lại cho các bạn những cái ứng dụng chạy ngầm thôi, và nó sẽ báo cho chúng ta xem là cái bộ nhớ của chúng ta và cái lưu trữ cũng như là cái ứng dụng nào lỗi và nó báo chúng ta khắc phục. Ok, vậy là xong. Thì cái điện thoại của chúng ta đã trơn tru, thế là như là mới rồi. Thì video của mình cũng đã kết thúc tại đây. Đừng quên cho ủng hộ cho mình một nút đăng ký cũng như chia sẻ video cho mọi người biết cách làm. Chúng ta cũng đang cái mùa Covid nên cũng không cần phải đi ra ngoài tiệm mất công. Thì các bạn cũng làm rất là đơn giản. Rồi ok, thì chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.